Xin chào anh chị, hôm nay ngày 28 tháng 4 2024 cũng là những ngày cận kề dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 rồi. Có thể ở nhiều đơn vị doanh nghiệp hành chính là đã nghỉ lễ và đang đi chơi lễ rồi, nhưng ở TVH Việt Nam thì vẫn chưa anh chị ạ, vì là làm dịch vụ lên khách hàng gọi giờ nào là TVH Việt Nam sẽ phục vụ giờ đó, nên có những dịp nghỉ lễ có khi anh em TVH Việt Nam có khi còn phải hoạt động nhiều hơn ý anh chị ạ. Mời anh chị cùng theo chân TVH Việt Nam quét con trầu đi phun muỗi cho toàn bộ nhà máy công ty Rico Bentac nhé. Công việc hôm nay của anh em TVH Việt Nam quét con trầu là phun thuốc muỗi toàn bộ khuôn viên bên ngoài công ty, bên trong nhà máy và một số vị trí khác nữa. Anh chị nào đang có gặp các vấn đề về kiểm soát côn trùng gây hại như mối, chuột, gián, kiến, muỗi vân vân thì có thể liên hệ hotline công ty TVH Việt Nam để được tư vấn về dịch vụ nhé. Cảm ơn anh chị khách hàng đã luôn tin dùng, ủng hộ và giới thiệu dịch vụ công ty TVH Việt Nam. Chúc cho anh chị có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và an lành bên người thân nhé.